sống phải giả tạo, sống phải gì có danh và có lợi, nếu không có danh không có lợi không. Hai cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại kênh Tùng Ca nha. Thì ngày hôm nay Tùng sẽ mời cô chú anh chị đến thăm nhà của thầy Thích Tùng ở Củ Chi nha. Thì trước khi đi thì em có hai cái việc này muốn nhờ cô chú anh chị cũng như là cộng đồng mạng ha, chia sẻ giùm. Em có hai người chị bà con cũng xa dữ lắm, xa nói chung là xa tít mù luôn á. Thì chỉ có đây thì chị có muốn lấy chồng nha. Thì đầu tiên là chị Ngọc Mỹ. Chị Ngọc Mỹ. Ai hốt đi mà. Em xin tự giới thiệu, năm nay em 52 tuổi, tên em là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Em ở mà tỉnh Hậu Giang. Em xin lên đây là em tuyển chồng. Nếu anh nào có thương em thật lòng thì trả cho em số nợ em là từ 7, cho 7 triệu, cho em 1-2 chỉ vàng cũng được. Là em sống cả đời với anh. Là nếu anh nào mà nếu mà có thương em thì từ giá 65 tuổi trở lại tới 50. Thì chị Mỹ của em thì nó ngay thì cũng năm nay là 52 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn xịn sò lắm. Thứ hai nữa là thiếu nợ cũng không có nhiều ha. Thì kế đây em vẫn còn một bà chị 46 tuổi nữa, chị tên là Kho ha. Thì cô cùng chị xem ha. Đây. Em là tên Tho, 46 tuổi, em đang thiếu 100 triệu, anh nào trả cho em thì em có nhà cửa đàng hoàng, em sống suốt cuộc đời. Cái nhà của thầy Phúc, xem cái phản ứng của thầy Phúc về hai bà chị và bà con ở xa xa thì cái xa của em như thế nào nghe. Cô chú anh chị xem nha nha. Thầy Phúc rồi ha. Bây giờ Tùng sẽ mời cô chú anh chị đi, mình đi ngay bây giờ ha. Thì trên đường đi thì bây giờ Tùng đã đến được khám lán cát thêm một lần nữa ha, cô chú anh chị. Thì ở ngoài thì có cái chợ lán cát ha, mình đi vô cũng không có xa lắm đâu. Tới cái cốc cũng như là cái nhà, cái chùa của thầy Phúc với người mẹ già lớn tuổi. Thì hôm trước thì cũng có mấy mạnh thường quân lập cái máy rồi, nhưng mà hôm nay thì không biết đã lập tới đâu thì không biết ha cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì mình sẽ dẫn cô chú anh chị đến xem cô tình hình là mạnh thường quân đã làm nhà, cái ngôi nhà của thầy hiện tại bây giờ nó ra sao, nó có được đàng hoàng hơn lúc trước hay không. Nhà trời mưa trời gió mà người lớn tuổi trong nhà không có người đàn ông cũng rất là khổ ha cô chú anh chị ha. Và thấy như vậy thì thật sự ra cũng có khá là nhiều người đến giúp đỡ tay một chân, cũng như là quét dọn, người dọn dẹp nhà cửa cũng như là mua một ít thiết yếu cho bà lão ở trong nhà. Thì trên đường đi vô thì mấy ngày hôm nay thì cô chú anh chị thấy cũng mưa khá là nhiều nên là có nước, cũng đây thì cũng độ nhựa không có đến nỗi mà lầy lội dơ quá.
Thì đặc biệt trên con đường này thì có khá là nhiều cây bằng lăng. Thì thầy Phúc thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi, thì thầy dính vô cái vụ mà làm giấy tờ bằng dưới giấy phép cũng như là sổ đỏ của chú anh chị ha. Thì cũng được biết là một số thông tin thì hiện tại bây giờ thì cũng đã có một luật sư đến bào chữa cho thầy Phúc, thì cũng không biết là cái tình hình hiện tại như thế nào thì mình cũng không ai biết được. Thì hiện tại thì thầy cũng đang ở trong trại của chú anh chị, thì thấy thì cũng thương ha. Thì nếu như mà theo Tùng nghĩ thì nếu như thầy thì chắc cũng không có cái khả năng cũng như là cái sức nào có thể là làm những cái chuyện đó được, thì chắc cũng có người ở sau người ta làm, cũng nhờ cái sự nổi tiếng trên mạng của thầy mà người ta đã đưa cho thầy làm cái đó, nên là giống như kiểu như là ném đá dấu tay ha của chú chị ha. Thì cô chú anh chị thấy thì những cái video của thầy Phúc Cừ thì mọi người sẽ nhìn kỹ hơn là thầy giống như kiểu như là vui vui buồn buồn, cũng không có nghĩ gì sâu xa lắm. Thì nói một hồi thì Tùng cũng đã đến được cái ngôi nhà của thầy cô chú anh chị ha. Thì ở đây thì cô chú anh chị thấy nè, cái này thì hôm trước Tùng thấy là đã cái phần đó là cũng đã lợp rồi. Thì lúc mà mình đến đó cô chú anh chị ha, thì khi đến gần tới cái nhà của thầy Phúc thì vừa thắng xe xuống thôi là có rất là nhiều cặp mắt dõi theo mình, coi mình làm cái gì, mình ghé nhà thầy Phúc làm gì ha cô chú anh chị ha. Thì có nhiều người cũng ra nói là không cho quay phim này kia đủ thứ, nhưng thật sự ra thì Tùng cũng hôm nay thì cũng có quay được gì, chỉ có đi ngang được căn nhà của thầy nhìn vậy thôi, chứ cũng đi nghe đi nhìn sâu trong cái ngôi nhà ha. Thì cô chú anh chị cứ nghĩ đi, giống như kiểu như là khó chịu gì lắm, mình đi ngang cái là mình vừa dựng xe cái là tất cả ở nơi đó có bao nhiêu người là họ cứ nhìn mình giống như kiểu như là mình làm cái gì đó vậy. Thì video hôm nay thì cũng xin kết thúc đây của chú chị ha. Thì cũng cập nhật gần cho cô chú chị xem, mà thấy tình hình như vậy thì cũng không có cập nhật gì nhiều cho cô chú anh chị. Thì sắp tới đây thì xem cái tình hình cũng như là nhà của thầy có tin của thầy cũng như là có diễn biến mới gì không, mình sẽ cập nhật cho cô chú anh chị xem ha. Thì hiện tại thì trong nhà thì cũng đã làm gần xong cái máy rồi, thì bà lão bây giờ cũng đã đỡ cái phần mưa gió ha của chú anh chị ha. Thì đây thì Tùng xin kết thúc video ở đây, cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem. Thì Tùng cũng rất là mong thầy cũng sớm về để lo cho mẹ già đỡ có phần hiu quạnh cũng như là tuổi già. Thật sự đây mình nói đây cũng không phải là bên Thầy Phúc có vấn đề gì, mình chỉ nghĩ là